Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh tỉnh Sơn La vừa trao hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 cho huyện Vân Hồ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm thiệt hại nhiều tài sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục tại các xã trên địa bàn huyện Vân Hồ, ước tổng thiệt hại khoảng trên 9 tỷ 900 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về vận động, ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sơn La đã ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại trên địa bàn huyện số tiền 100 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chung tay giúp người dân bị thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn huyện khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.